vũ nghe nhẹ nhàng để một tờ báo của nước ngoài xuống đôi tay che kín vẻ mặt thống khổ quan hệ của cả hai sẽ chuyển biến cô còn chưa dám mơ đến điều tốt đẹp này tự dĩu cười một tiếng trước hắn đã từng nói qua hôn nhân đối với hắn mà nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cô là vẫn không nên quên lẳng lặng nằm trên mặt bàn mắt vô tình dán trên tiêu đề tổng giám đốc của tập đoàn xuyên quốc gia lạc ngạo thực thân mật cùng hoa hậu thế giới đi vào một khách sạn tờ báo minh chứng bằng cách gia tăng thêm hình ảnh chân thật hai người ở cùng một chỗ nam nhân đẹp trai cùng mỹ nữ quyến rũ kết hợp quả thật rất bắt mắt trong lòng cô bỗng dưng đau đớn thật là rất đau con gái lần này vĩnh tân có thể tránh được kiếp nạn này cũng đều nhờ vào con phó quản nguyên đẩy cửa đi vào hai đơn đặt hàng lớn mới vừa được gửi tới hàng cũng đã chuyển ra bên ngoài, đối phương cũng chuyển thêm 60% khoản tiền vào ngân hàng. Trong thời gian ngắn, Vĩnh Tân đã giải quyết hết nguy cơ. Vũ Nghê thu hồi cảm xúc đau thương, ngẩng đầu nhìn hướng cha mình. Cha, bây giờ chỉ mới là mới bắt đầu. Vấn đề lớn còn tồn đằng sau, chuyện này ta hiểu mà, ta sẽ mau chóng chỉnh đốn lại Vĩnh Tân. Vũ Nghê mỉm cười không nói thêm gì, chỉnh đốn cũng cần phải có thời gian và kỹ năng hơn nữa ngay cả khi chỉnh đốn thì công ty cũng không có chuyển biến gì cha cha cũng nên giữ gìn sức khỏe con gái chắc bây giờ con cũng không trách ta đã gả con cho lạc ngạo thực chứ vẻ đẹp trời sinh của con cuối cùng cũng làm động lòng lạc ngạo thực âm mưu này của ông quả không uổng công vũ nghê không trả lời chỉ cảm thấy quá xấu hổ nhìn vẻ mặt đau khổ của con gái phó quản nguyên thở dài một cái con gái à có một số việc không nên xem trọng quá càng xem trọng thì người đau khổ chính là mình nên cân nhắc những ưu và khuyết điểm như thế mới là lối sống khôn ngoan người ta thường nói kẻ không ngoan thì không nên hồ đồ kẻ không ngoan thì không nên hồ đồ nói thật hay nhưng là muốn cô hồ đồ cả đời ư cả đời đều tự an ủi bản thân lừa gạt chính mình phó quản nguyên lập tức đổi đề tài ai đã quá trưa rồi mà cà phê còn chưa bưng vào. Vũ Nghê bấm số nội bộ, nhắc nhở thư ký mang cà phê vào. Bình thường vào giờ này đã có cà phê trên bàn. Khoảng 10 phút sau thì thư ký mang cà phê đi vào. Thư ký dọn dẹp những thứ bề bộn trên bàn, sau đó vội vàng cúi đầu. Xin lỗi chủ tịch và tổng giám đốc. Hôm nay con gái của tôi cảm mạo. Nên thừa dịp giờ nghỉ buổi trưa, Tôi dẫn con gái đến bệnh viện kiểm tra, cho nên có chút sơ sót. Cảm mạo có nặng lắm không? Vũ Nghê quan tâm hỏi. Chỉ là con bé hơi sốt tí, bác sĩ đã cho toa thuốc nên không còn vấn đề gì nữa tổng giám đốc. Thật ra thì tôi định về công ty sớm một chút, chẳng qua là ở bệnh viện xảy ra một số trục trặc nên dời thời gian khám bệnh cho con bé, thật sự tôi giận đến nỗi muốn gặp người lãnh đạo ở đó. Phó quản nguyên đột nhiên chen vào một câu. Đúng vậy, các bệnh viện bây giờ cũng nhiều bác sĩ lang băm lắm. Hôm nay tôi cũng được biết là ở bệnh viện đó có một người bệnh bị chết trên bàn mổ, do trải qua thời gian phẫu thuật quá dài. Nghe đâu người phụ trách ca mổ là một bác sĩ đầy kinh nghiệm, tên gọi cái gì là lâm đó. Vũ nghe từ từ trận to hai mắt, chợt nhớ tới. Cha. Nói bác sĩ có phải là bác sĩ lâm hiên ở bệnh viện thành phố không đúng rồi chính là hắn trẻ tuổi tài cao lại rất đẹp trai còn là chủ nhiệm khoa ngoại thư ký gật đầu một cái ta à, tôi nhớ ra rồi có phải tổng giám đốc cũng quen biết với vị bác sĩ này vũ Nghe nhíu đôi mi thanh tú lẩm bẩm nói nhỏ tại sao lại có thể như vậy gần tới giờ tan việc vũ nghê nhận được điện thoại của lâm hiên tâm tình cảm thấy lo lắng. khúc nhạc gia vang lên ở quầy ba, với lối thiết kế trang nhã, cô sớm tìm được một người nam nhân u sầu đang vùi đầu trong góc nhỏ. nhìn hắn giờ đây thật khác với những ngày trước, trông dáng vẻ mất đi tính cách lịch sự, quần áo gọn gàng, đầu tóc thì bờm sơm, trên cằm mọc đầy râu. lâm hiên ngước mắt nhìn vũ nghê, cười hì hì chỉ vị trí bên cạnh. ngồi đi, uống với tôi một chút. bartender, cậu làm ơn cho vị tiểu thư này một ly rượu cám ơn cho tôi một ly nước ép trái cây được rồi vũ nghê từ chối lâm hiên đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi ngay sau đó lại rót tiếp ly khác trên bàn đã cạn hết vài chai cứ uống như vậy sẽ nguy hiểm tính mạng mấy ngày trước cô còn đọc được một tin về việc uống rượu quá nhiều có thể xảy ra độc tử vũ nghê lo lắng tiến lên giành ly rượu của hắn Lâm Hiên, cậu đừng uống nữa. Chuyện cũng đã xảy ra, uống nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Chị dâu, cho tôi, tôi muốn uống. Tôi không muốn tỉnh táo, tỉnh táo chỉ làm tôi đau khổ. Hắn nhìn chầm chầm hai tay mình, thống khổ gầm nhẹ. Ha ha, tôi đã giết người. Vốn dĩ là ca phẫu thuật chỉ có 3 giờ đồng hồ, thế nhưng tôi kéo dài tới gần 5 giờ, tôi còn là bác sĩ không chứ thân nhân bệnh nhân nói đúng. Tôi là hung thủ giết người, tôi nên ngồi tù. Không, cậu không phải là cố ý. Ai có thể ngờ được lại xảy ra chuyện này? Đường đường là một nam nhân, vậy mà hắn lại chảy nước mắt. Đó là trách nhiệm của tôi, bác sĩ gây mê đã nhắc nhở tôi, nhưng lúc ấy không biết tôi đang nghĩ cái gì. Cho đến khi huyết áp bệnh nhân bị tụt, nhịp tim không ngừng giảm xuống, mọi người bắt đầu lúng cuốn tay chân, lúc đó tôi mới ý thức được sai lầm của mình chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái quỷ gì vào lúc đó nữa ly rượu bị vũ nghê giành lại lâm hiên dứt khoát trực tiếp rót rượu vào mồm không được uống người giành người đoạt bất chợt nửa bình rượu vẫy vào trên người của vũ nghê nhưng cô vẫn không để ý lâm hiên tôi đưa cậu về nhà không cần tôi không muốn về nhà về nhà chỉ làm tôi cảm thấy mình bất tài vợ mình mất tích, mình cũng không tìm được. Ha ha, gia đình, sự nghiệp đều tồi tệ, tôi là một người đàn ông tệ nhất thế giới. Không phải vậy, bất cứ ai trong cuộc sống cũng đều gặp trở ngại. Đó chỉ là vấn đề chúng ta cần phải đối mặt. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, cậu uống say ở chỗ này, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi cũng khó gánh trách nhiệm, tôi lại không thể về nhà khuya. Lâm Hiên, cậu đừng làm khó tôi, coi như tôi cầu xin cậu, về thôi, đừng uống nữa. Chị dâu rõ ràng còn nhỏ tuổi. Thế mà lại ăn nói áp đặt người khác thế, đơn giản là không cho người khác phản bác. Ha ha, phải hay không cùng anh rể ở chung một chỗ đã lâu, nên bị hắn lây bệnh. Hắn mở miệng nhếch môi cười giỡn, đồng thời lão đảo đứng lên. Nghĩ đến lạc ngạo thực, tự nhiên trong lòng vũ nghe đau xót tôi chỉ khuyên được như thế này, nói nhiều lời an ủi cũng không giải quyết được vấn đề thực tế. Nhưng cậu phải nhớ thật kỹ, những người thân bên cạnh đều quan tâm đến cậu. Lâm Hiên dùng sức sờ soạn cái miệng, đau khổ mà hỏi. Thế anh rể không xem thường tôi à? Vũ Nghe lắc đầu một cái. Không đâu. Lâm Hiên cười nhạt. Chị dâu, chị ngồi xuống trước, tôi đến phòng vệ sinh một chút sau đó liền theo chị về nhà cậu có cần giúp đỡ không không cần tôi còn tỉnh mà lâm hiên đi ra sau đó xoay đầu lại dặn dò vũ nghe. chị dâu đừng uống nhầm đó chị là người đẹp cần phải cẩn thận tôi biết mà tôi sẽ không uống cô cũng không phải là con nít đương nhiên biết chứ chị dâu chị dâu tỉnh lại mau lâm hiên lo lắng lắc lắc thân thể vũ nghe vũ nghê từ từ mở mắt thật là đau như muốn nổ tung cái đầu trần nhà màu hồng đây là nơi nào từ trên giường vũ nghê đột nhiên ngồi dậy cái mền trên người rớt xuống nhất thời cảm giác người lạnh như băng cúi đầu ngó nhìn và vô cùng kinh ngạc tại sao có thể như vậy đầu óc tự dưng trống rỗng chỉ có thể ý thức được cô và lâm hiên cô và Lâm Hiên phát sinh quan hệ không đúng đắn. Chị dâu, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Lâm Hiên nhặt quần áo lên, đau khổ giải thích. Ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, chuyện gì cũng không nhớ. Đáng chết, sao lại như thế này? Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, tôi biết tôi đã sai rồi. Bất động đến mấy phút sau, Vũ Nghê kéo cái mình lên trên, hai vai kịch liệt run rẩy nước mắt lạ chả rơi xuống cô chỉ nhớ là đưa lâm hiên đưa về căn hộ những chuyện khác gần như mơ hồ loáng thoáng nhớ được hắn ông cô rồi khóc nhưng tại sao cô không đẩy hắn ra tại sao chị dâu thật sự xin lỗi chị hay là chị cứ giết tôi đi tôi đã gieo họa rồi tôi làm điều này thật chẳng bằng một con chó như thế này thì làm sao còn mặt mũi gặp anh rể làm sao nhìn tư vũ đây sợ rằng cô ấy chịu không nổi cú sốc này lâm hiên gần như ảo não không ngừng dùng hai tay đập vào đầu mình tôi không nên uống nhiều như vậy lại càng không nên gọi điện thoại cho chị bằng không đâu xảy ra chuyện này thề với chúa rằng tôi không phải loại người háo sắc tôi với tư vũ kết hôn đã lâu dù biết cô ấy đang bệnh biết rằng cô ấy không muốn tôi đụng vào tôi cũng chưa hề đi tìm bất kỳ người phụ nữ khác hôm nay sao lại như vậy chứ? Vũ nghe nức nở ngẹn ngào, đột nhiên chỉ vào cửa và hét lên. Cậu đi ra ngoài đi, hiện tại tôi không muốn gặp lại cậu, tôi muốn yên lặng một chút. Ngay sau đó cô vùi mình vào trong gối, hối hận gào khóc. Lâm Hiên đi ra khỏi phòng, đứng cách cánh cửa từng lời một nói, xin lỗi chị dâu, chuyện đã đến nước này, đã không còn biện pháp cứu vãn. Nhưng mà tôi cảm thấy đừng nên nói cho anh rể biết chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì có được hay không vũ nghê mặc lại quần áo cắn môi khổ sở rơi nước mắt chuyện đã thế này sao có thể xem như không vũ nghê lảo đảo trở lại ngôi biệt thự với hai mắt xưng đỏ tránh né ánh mắt kỳ quái của người giúp việc tự giam mình ở trong phòng tắm cô liên tục xối nước nóng vào người cô như mất đi hết cảm giác cả người cũng không thấy nóng cô bây giờ như một người điên nhiều lần xoa xoa các điểm đỏ trên người, giống như đem mình rửa sạch sẽ. Thật bẩn. Cô đã phản bội hôn nhân của mình. Ha ha, hiện tại không chỉ có lạc ngạo thực là kẻ phản bội. Cô cũng. Cũng như thế. Thanh âm nước nở nghẹn ngào, hòa lẫn tiếng nước chảy tràn đầy trong phòng tắm. Thân thể mềm nhũng cho đến khi cô nằm bất động, đồng thời ngã trên mặt đất, dẫu môi thê lương thì thầm. Ngạo thực à, tôi không biết làm thế nào để đối mặt với anh nữa tôi cũng không còn mặt mũi cầu xin anh tha thứ nhưng mà tôi thật sự yêu anh tôi không muốn rời anh mà đi anh đừng trách tôi cầu xin anh đừng trách tôi có được hay không nếu như lần này anh hứa không trách tôi tôi thề về sau tuyệt đối sẽ không ra khỏi biệt thự nửa bước nơi nào cũng không đi cầu xin anh có thể tha thứ cho tôi có được hay không mặc dù trong thâm tâm luôn van xin như thế. Nhưng cô biết rằng, mình vẫn không cách nào vô liêm sỉ ở lại chỗ này, bản thân cũng không thể díu dím được hắn. Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy một khói sương đập vào mặt. Vũ Nghê trở nên hốt hoảng, trái tim cảm thấy nặng nề, gần như quên thở nhìn về phía trước, ánh mắt sưng đỏ nhất thời xanh sao. Ngạo thực, anh trở về lúc nào thế? Em đoán thử coi giọng trầm thấp truyền đến. Ánh mắt của lạc ngạo thực như là một con sư tử mới ngủ đông tỉnh dậy, đem vũ nghe vững vàng khóa chặt, bước chân di chuyển chậm rãi tới gần cô. Cả người hắn tản ra lạnh lẽo, trong nháy mắt lọt vào con ngươi hoang mang của vũ nghe, cô lui về phía sau cho đến khi lưng cô áp sát vào cửa kiến phòng tắm. Ngạo thực, tôi, tôi. Trong lòng cô run sợ đến độ không biết đối mặt với hắn như thế nào. Lạc ngạo thực nâng bàn tay sờ lên cái cổ trắng như tuyết kia, con mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Khoảng 10 giờ tối hôm qua tôi về đến nhà, vốn nghĩ là tìm em vuốt ve an ủi một chút. Kết quả là làm cho tôi ngạc nhiên thật, cả đêm em cũng không về nhà. Thế nào? Em trở về nhà cha mình hay sao? Vũ nghe mở miệng định nói nhưng lại không nói ra được câu nào. Nói cho tôi biết, em đi nơi nào, hử? hắn hỏi tới về nhà cha mình anh không có ở đây tôi liền về nhà cha mình biết hắn dường như đoán được nhưng trong lúc bối rối cô chỉ còn cách lựa chọn nhỏ giọng nói láo chuyện kia khó mà hé răng cô thật không dám nói ra khỏi miệng bàn tay đang đặt trên cổ của vũ nghe đột nhiên dùng sức được lắm cho tới bây giờ em còn muốn gạt tôi trong đáy lòng luôn tự khiển trách mình Vũ Nghê căn bản không cảm giác được áp lực trên cổ. Chân tay của cô bắt đầu căng thẳng, thì bàn tay trên cổ từ từ buông lỏng lực đạo, ánh mắt đỏ ngầu của hắn quan sát cô chầm chầm. Vũ Nghê như thấy được trách nhiệm nặng nề trong đầu, cảm giác uất ức, hối hận và sợ hãi hòa thành dòng nước mắt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ngạo thực à, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn, tại sao lại muốn ly hôn? em hao tổn công sức để được gả cho tôi, chẳng lẽ kết quả em muốn, chính là ly hôn sao? Gương mặt nham hiểm nhất thời trầm xuống, tiếp tục một nụ cười quen thuộc. Bàn tay dịu dàng sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt của cô. Động tác của hắn khiến Vũ nghe sợ đến đôi môi trắng bệt, run rẩy mà nói. Là tôi không tốt, không xứng với anh. Đột nhiên lạc ngạo thực nắm lấy mái tóc dài màu đen kia, khiến cô đau đến nỗi da đầu như muốn tróc ra không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn không xứng với tôi em đã sớm biết điều này rồi không phải sao ha ha em nói thật dễ nghe nguyên nhân muốn ly hôn chính là em đã gặp được người thích hợp với mình muốn cùng hắn cao chạy xa bay bây giờ phát hiện cuộc hôn nhân này đang trói buộc mình cho nên em tính một cước đá văng tôi Vũ Nghê vẫn không phủ nhận, để hắn đồng ý ly hôn, cô chỉ còn cách nguyện ý thừa nhận, ngậm đắng nuốt cây. Đúng vậy. Lạc ngạo thực công lên khóe môi, nụ cười âm lãnh. Giày bị hỏng, tôi dĩ nhiên sẽ không cần. Ha ha, chỉ là tôi cũng không muốn để người khác được lợi. Hắn hơi dừng lại, sau đó khạc ra những lời độc địa nhất. Chờ khi tôi chơi em thành miếng dẻ trách, không còn ai muốn, tôi tự nhiên sẽ buông tha hai mắt của hắn lúc này hoàn toàn âm u kinh khủng cũng là lần đầu tiên vũ nghê mới nhìn thấy không ngạo thực à tôi cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi cầu xin anh đó vũ nghê run rẩy cầu khẩn cô không thể nào để cho hắn tự tổn thương mình bởi vì cô vừa phát hiện được một bí mật một bí mật mà cô không thể nói ra tôi không muốn nghe những lời này tôi đã từng cảnh cáo em không thể phá hư hạnh phúc của tư vũ nếu không hậu quả này em nhất định phải gánh chịu em đã dám khiêu khích tôi vậy để tôi cho em nếm thử một chút mùi vị hậu quả lạc ngạo thực nổi lên gân xanh gầm nhẹ nói hơn nữa còn dùng sức kéo lấy tóc vũ nghê ngón tay cầm thuốc lá đưa lên khóe miệng dùng sức hút gấp vài hớp đầu thuốc sớm đã phát sáng đến đỏ rực vẻ mặt của hắn càng ngày càng kinh hoàng khủng khiếp Nhìn hắn đem thuốc lá từ bờ môi lấy ra, tàn thuốc đỏ rực từ từ đưa xuống phía dưới, vũ nghe hoảng loạn cầu xin. Không, cầu xin anh, tôi không muốn. Hương vị tinh hoa và âm thanh tiếng cháy xèo xèo hòa lẫn vào nhau, làm cho vũ nghe gần như tê liệt, cô gào khóc vang dội cả phòng ngủ sang trọng. Cô run rẩy mở ra cánh môi, toàn thân căng thẳng phải co rút lại. Đôi tay cứng ngắc níu lấy áo sơ mi của hắn chỗ bắp đùi truyền đến nóng bỏng, đau đớn khiến nước mắt cô lạ chả rơi xuống. Cho đến khi cô lấy lại được hô hấp, thân thể chậm rãi buông lỏng. Lạc ngạo thực mới đem tàn thuốc dập tắt, ném tới trên sàn nhà. Thật lâu sau Vũ Nghê mới tìm lại được thanh âm của mình. Cô khóc nức nở đến cả hai chân cũng đang quỳ trên sàn nhà. Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi, có được hay không? Bỏ qua em suy nghĩ thật đơn giản nói cho em biết trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi lạc ngạo thực coi thường hành động cẩu khẩn của vũ nghê sau đó dùng sức đẩy cô trên sàn nhà lạng băng rồi xé ngay quần ngủ cô gái đáng chết này dám phản bội hắn khi hắn trở về nước liền nhận được điện thoại nói là lâm hiên mang theo nữ nhân về nhà mà nữ nhân kia lại chính là cô phó vũ nghê dừng lại được không tôi thật sự không muốn Em như vậy không phải là quá thất lễ với chồng mình hay sao? Vậy hôm nay đây, tôi sẽ hoàn toàn hưởng thụ em một cách triệt để." Lạc Ngạo thực ẩm đạm nói. Ngay sau đó trong phòng ngủ vang lên âm thanh kinh hoàng. Những người giúp việc đi qua từ gian phòng đó chỉ biết vội vàng cúi đầu tránh xa. Không biết đã trải qua bao lâu thì tiếng khủng bố trong phòng ngủ chính ở lầu 2 cũng ngừng lại. Bàn chân đang mang đôi giày da bò đá đá vào người đang thoi thóp nằm trên mặt đất. Đứng lên mau, theo như em mong muốn. Chúng ta bây giờ đi ly hôn. Trên người Vũ nghe lúc này đau đớn đến mắt mở không ra. Hắn nói hắn không muốn đụng đến thân thể của cô, bởi vì giờ đây cô quá dơ bẩn. Cô không biết rằng hắn đã dùng thứ gì đó đặt vào cơ thể của mình, ép cô một lần lại một lần thừa nhận mình dâm đảng cô cũng cảm giác được bản thân mình bây giờ như bị thiêu đốt so với trước đây còn hơn là dùng tàn thuốc nóng bỏng kia bàn tay run rẩy của vũ nghe âm thầm đặt lên phía bụng dưới nó phát đau đến âm ỉ thương tâm đến nỗi không kiềm chế được mà chảy nước mắt con à mẹ thật xin lỗi mẹ không thể nói điều này cho ba con biết nếu như hắn biết được sự tồn tại của con hắn sẽ cướp con khỏi tay mẹ hoặc là sẽ không để con ra đời có thể bây giờ con sẽ không thoải mái nhưng con cũng phải kiên cường mà nằm trong bụng mẹ có biết hay không chỉ như vậy con mới có thể ở cùng mẹ vĩnh viễn con à cố gắng lên không được rời khỏi bụng mẹ đứng lên hắn thúc giục đá cô một cước tôi sẽ đi anh chờ tôi một chút cô không trách hắn dù hắn có làm gì thì cô cũng không thể trách hắn Vũ nghe lão đảo đứng lên, tập tỉnh hướng tủ quần áo. Lạc ngạo thực nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, châu mày nhìn về phía Vũ nghe, trong mắt đã mất đi kiên nhẫn. Tôi ra ngoài chờ em, tốt nhất là em nên nhanh lên một chút, 10 giờ tôi còn có việc. Tôi biết rồi. Vũ nghe mệt mỏi, dựa vào tường, cố sức mà nói. Tự hồ như đứa con trong bụng không biết nghe lời, đang lúc này đây trọng bùng vũ nghe cảm giác như sôi trào lên, cổ họng nghẹn lại. Ủa? Nhìn thứ dơ bẩn dính đầy trên đất, trong mắt lạc ngạo thực nheo lại, sau đó kéo lấy cánh tay vũ nghe. Chết tiệt, em có thai đúng không? Vũ nghe thu hồi hoảng sợ, hơi hợt nói. Mang thai. Làm sao có thể chứ? Anh đâu dễ gì cho tôi cơ hội mang thai. Cho dù bọn họ ở chung một chỗ, nhưng khi mây mưa, hắn ít khi nào mất đi khống chế, phóng túng cho loại chất lỏng đó vào cơ thể cô. Mặc dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng đáy lòng của Lạc Ngạo thực vẫn đang suy nghĩ, bất chợt hiếp hai mắt lại, quyết định nói: "Đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như để em mang thai, thì con tôi khác nào lưu lạc bên ngoài." "Không, tôi không có mang thai, tôi không muốn đến bệnh viện." chúng ta trực tiếp đi ly hôn đã. gương mặt tỉnh táo lập tức hoang mang, sợ hãi lắc đầu. em quả nhiên là mang thai. vẻ mặt lạnh lùng của lạc ngạo thực có chút kích động. không sai, mặc dù hắn không muốn có con, nhưng nghĩ tới cô đang mang thai, tâm của hắn khó mà khống chế. nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, vũ nghe liền níu lấy tay áo của lạc ngạo thực cầu khẩn. chúng ta đi ly hôn, về sau anh còn có vợ khác cho nên anh có thể để cho tôi đứa bé này hay không xin anh đó lạc ngạo thực lạnh lùng đáp lại tốt nhất là em nên ở lại đây dưỡng thai sau khi sanh xong chúng ta ly hôn không không cần chờ nữa bây giờ chúng ta ly hôn đi tôi cầu xin anh đừng chia rẽ mẹ con tôi không thể nào đứa bé này là của tôi tôi nhất định phải giữ lại lạc ngạo thực vô cùng kiên định Ngạo thực à, anh không thể chia rẽ mẹ con tôi. tôi cầu xin anh, anh biết rõ đứa bé không có mẹ sẽ thế nào mà. hơn nữa, anh thử suy nghĩ xem, nếu như sau này anh cưới vợ mới, cô ta có thể đối xử tốt với đứa bé này không. anh cần gì phải khiến đứa bé này tổn thương như vậy. Ngạo thực à, chỉ cần anh không tranh giành đứa bé này, anh muốn tôi làm gì, tôi đều đáp ứng hết. sau khi ly hôn, tôi có thể không lấy thứ gì chỉ cần có đứa bé có được hay không nếu như lạc ngạo thực đã muốn thì thể nào cô cũng không sao bị được với hắn vừa nghĩ tới con của mình sẽ không có mẹ tâm cô liền vỡ ra cô không thể để cho con mình có thêm mẹ kế nhớ lại quá khứ trước đây khi từng bị gì hoa hành hạ đủ thứ trong lòng đã cảm thấy chua xót cô không muốn nhìn thấy con mình bị như vậy bị lặp lại vết xe đổ giống cô Lạc ngạo thực vô tình gạt tay Vũ nghe ra. Chờ sau khi cô hạ sanh rồi tính. Dứt lời hắn quay đầu ra khỏi phòng. Vừa nghĩ đến chuyện khi nãy hắn trừng phạt cô, thế mà cô vẫn không đem chuyện mình có thai nói cho hắn biết, làm hắn không thể không hận cô. Khả năng giao đứa bé cho cô, khác nào con của hắn càng gặp nhiều nguy hiểm. Vũ nghe gần như mệt mỏi, vô lực đứng tại chỗ, gào thét khóc. Lạc ngạo thực, tôi van xin anh đó hãy bỏ qua cho tôi cô thật sự không muốn tách biệt cùng con nửa đêm khuya yên tĩnh cửa sổ sát đất bị kéo rớt ra gió lạnh của tháng bảy đầu mùa thu ùa vào phòng ngủ lộng lẫy bức màn trên cửa bị thổi bay đến đáng sợ trải qua mấy ngày quan sát vũ nghe biết được vào giờ này ở ngoài sẽ không có ai canh giữ vì thế tối hôm nay cô quyết tâm phải trốn sau khi thắt sợi dây thừng thật chắc trên lan can. Cô xoa bụng, rồi khép lại cặp mắt, nhỏ giọng dặn dò. Con à, mẹ sẽ dẫn con đi xuống, con tuyệt đối không được sợ, biết không? Sợi dây mẹ buộc rất bền, chúng ta nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Nào, cổ vũ tinh thần cho mẹ, hôm nay chúng ta nhất định phải chạy đi, dặn dò đứa bé xong, vũ nghe mở mắt hít một hơi thật sâu, chân trái bước ra lan can đang lúc đùi phải cũng chuẩn bị bước ra. Đèn đuốc trong phòng tức thời sáng trưng. Bọc bộc, tràn pháo tay thanh thúy lọt vào bên tai Vũ Nghê. Phó Vũ Nghê, lá gan của cô thật lớn. Lại dám mang theo cốt nhục của Lạc Gia nhảy lầu. Bà Lạc Dương lên tròng mắt nghiêm nghị nhìn con dâu. Mới vừa rồi trong lòng cô còn không chút sợ hãi, nhưng khi nghe đến hai chữ cốt nhục, làm cô như nghẹn lại vũ nghe cảm giác đầu óc mình như choáng váng ngước mắt nhìn mẹ chồng con không có nhảy lầu chỉ là con muốn mang theo đứa bé này rời khỏi đây mà thôi mẹ có thể để cho con đi được không mẹ chồng cô đã chuyển đến ngôi biệt thự này hơn nửa tháng nhiệm vụ của bà ta gần như là theo dõi hành động của cô bà ta giám sát từng bữa cơm từng loại thuốc bổ mà cô phải dùng nhưng chẳng qua là quan tâm cho có cái bà ta muốn, chính là đứa cháu đích tôn kia. Cô không thể nào từ chối các món ăn tẩm bổ ấy, cho dù bản thân cảm thấy ngán ngẩm, cô vẫn bị ép phải ăn đến cùng, vẫn phải cố gắng mà nuốt cho đầy bụng. Cô nghĩ rằng lạc gia chúng tôi có thể để cô mang đứa bé đi sao? Thế thì chẳng khác nào đứa bé sau này cũng giống như cô, chẳng được gia giáo. Nếu đứa bé thật sự như thế thì nó cũng là con của con. Mẹ đừng ép con, con sẽ tình nguyện cùng đứa bé này chết chung một chỗ. Cô cũng không muốn con của mình sẽ được giáo dục từ lạc gia, xem trời bằng vung, không coi ai ra gì. Lời nói cùng ánh mắt kiên định khiến trong lòng bà Lạc nhất thời run sợ. Cô thật độc ác, lại đang tâm muốn hại chết luôn con mình. Không, tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Chu Hân Lang hốt hoảng nhìn người làm. Người đâu, tìm thợ rèn đến tôi muốn họ phải làm một khung sắt nhốt cô gái này trong phòng đợi đến khi nào cháu tôi bình an ra đời thì mới thả nó ra ngoài vũ nghê không tin mở to hai mắt dùng sức tránh bị trói buộc không các người buông tôi ra các người làm như vậy là phạm pháp các người không thể đối xử với tôi như vậy dù là phạm pháp tôi cũng phải chờ cháu mình bình an ra đời chờ sanh xong thì cô cứ đi kiện Chu Hân Lan tiếp tục cười nói. Bằng thế lực của Lạc Gia, cô nghĩ rằng chúng tôi có thể ngồi tù ư. Mùa thu rồi lại mùa đông trôi qua, cho đến khi xuân tới. Trong phòng khách hào hoa có một cô gái đầu tóc rối bù như người điên, đang ngồi ở một góc nhỏ. Mặc dù bụng của cô đã to như khinh khí cầu, được ẩn hiện dưới lớp y phục kia, nhưng dáng vẻ dưới hai mắt gần như lõm xuống, xương gò má thì nhô cao lên, lộ ra một gương mặt gầy gò thấy rõ. Khi hai chân cô di chuyển thì vang lên tiếng xiềng xích. Mặc dù trong phòng vốn đang yên tĩnh, cái chân mảnh khảnh kia đi kèm là một bộ xiềng xích màu da đen được bọc xung quanh, những giọt máu còn sót lại trên mặt đất tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, làm cho người ta nhìn vào có thể nín thở. Vũ nghe như chết lặng trong bầu không khí này, chẳng biết là cô bị xiềng như thế này mấy lần trong tháng rồi chỉ biết rằng khi cô tìm mọi cách chạy trốn, thì mỗi lần như thế lại thêm nhiều móc khóa đang xen. trong phòng dần dần vang lên giọng nói nhỏ. Con à, mẹ xin con đó, con đừng có ra được không? Cứ như thế. Vĩnh viễn nằm trong bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ thì chúng ta sẽ không bị tách rời. Cô quể oải nhắm mắt, hai hàng nước mắt vô lực trong suốt lăn dài xuống má. Cánh môi mơ hồ chậm rãi nói ra đây chính là hình phạt anh đối với tôi sao quả thật nhìn tôi bây giờ còn hơn một con chó phải nhìn thấy tôi thê thảm thế này anh mới vừa lòng sao tôi biết là tôi đã sai rồi từ khi bắt đầu đã sai bây giờ lại càng sai lạc ngạo thực tôi nói cho anh biết cuộc sống về sau của tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nợ anh cái gì đời sau cũng vậy cái gì cũng không nợ bỗng dưng chất lỏng từ giữa hai chân của vũ nghê chợt chảy ra trong nháy mắt trên mặt đất tạo thành một vũng nước cô dùng sức ôm bụng cắn răng để mình không phải kêu thành tiếng cô tự nói với mình chỉ cần cô còn sống thì không một ai có thể đem cô và đứa bé tách biệt cô chủ cô sắp sinh sao người giúp việc đưa bữa ăn tối tới thấy vũ nghê ôm bụng co rút trên sàn nhà kinh ngạc há to miệng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đầy mồ hôi, đang đau khổ vặn vẹo nhưng vẫn cuột cường cắn chặt hàm răng của mình, phút chốc duy trì bình tĩnh. Không, không có gì, tôi rất khỏe. Câu nói không có, làm sao có thể qua mặt được một người đã từng hạ sinh ra ba đứa con như cô? Cô chủ, nếu cô đau quá thì để tôi đi gọi người đưa cô đến bệnh viện. Người giúp việc luống cuốn tay chân. Không, tôi không sao cả, đừng bắt tôi phải đến bệnh viện. Vũ nghe mạnh miệng hô, cô không muốn giờ phút này phải chia lìa con mình. Chỉ cần cố gắng nhịn đẻ, thì cô và con mình sẽ không bị tách biệt. Người giúp việc dĩ nhiên không nghe lời. Bất kể thế nào thì đây cũng là một sinh mạng. Đứa bé phải được sinh ra. Nếu cứ đè nén thế này, thì khác nào mất đi đạo lý làm người. Bà ơi, cô chủ hình như muốn hạ sinh. Rất nhanh, sau đó đã xuất hiện mấy tên người làm đi tới phòng ngủ lầu 2 ba chân bốn cẳng đem xiềng xích trên người vũ nghe tháo xuống. Buông tôi ra, các ngươi buông tôi ra mau. Cặp mắt lõm xuống của vũ Nghê tản ra lạnh băng, tựa hồ như con sư tử cái đang bảo vệ con mình, ai đến cô sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhưng sức của thai phụ thì chống cự được gì? Đại Long, cậu mau đem cô ả à đưa vào xe, mang đến bệnh viện ngay. Chu Hân Lan nghiêm túc ra lệnh, gương mặt không khỏi sung sướng. Mong đợi chín tháng 10 ngày, hôm nay cũng tới. Thế là ta sắp gặp mặt cháu mình rồi. Trải qua những ngày phải đối mặt với cô, bà Lạc vô cùng khó chịu. Hết ngày hôm nay coi như về sau bà không phải tiếp xúc với cô nữa, trong lòng tỏ vẻ mừng rỡ. Không biết điều, đúng là không biết điều. Người ta nuôi dưỡng đã là phước phần, thế mà ngày ngày cứ tìm cách chạy trốn. Cô như vậy thì làm sao trở thành người mẹ tốt? Hừ chỉ nghĩ đến đây thôi là đã thấy cô không xứng làm mẹ của cháu tôi rồi. Bụng dưới đau đến co thắt lại, khiến Vũ Nghê không khỏi rơi nước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cơ thể suy yếu, bất đắc dĩ cô phải để mặt cho người giúp việc ông lên xe, đưa cô vào bệnh viện. Nằm ở phòng sinh, không biết bao nhiêu lần Vũ Nghê tự nhủ lời cáo biệt với con mình. Con à, mẹ biết rằng con không thể cứ như vậy nằm trong bụng mẹ mẹ biết rằng con rất muốn ra bên ngoài để được nhìn thấy cái thế giới này, có đúng hay không? Có lẽ là do tình mẫu tử thiên liêng, mỗi một câu vũ nghe nói là đứa bé lại bắt đầu đá bụng cô. Trên gương mặt đau đến vặn vẹo, nhưng cô vẫn cố nặng ra vẻ tươi cười. Khẽ vuốt ve cái bụng đang nhô cao của mình. Con à, con phải ghi nhớ lời dặn này của mẹ. Bởi vì mẹ không có ở cạnh để chăm sóc con, cho nên con nhất định phải kiên cường và thông minh hơn so với những đứa bé khác. Kiên cường để biết tự bảo vệ mình, để không phải khóc. Thông minh để người khác hài lòng với mình, để mình khéo léo trong ứng xử. Vũ Nghe thống khổ nhắm hai mắt lại. Cô không phải muốn dạy bảo con mình quá nhiều như vậy. Cô chỉ muốn đứa bé này nên học những điều như thế, để nó còn biết rằng đây chính là lý do nếu nó muốn sinh tồn trong cái gia đình đó nghĩ đến đứa bé sẽ bị ngược đãi như cô khi còn nhỏ, trong lòng cô đau như bị xé nát từng mảnh. xin trời, xin ông đừng để đứa bé này bị hành hạ như vậy, một chút cũng không. thời gian trôi qua từng chút một, đứa bé trong bụng cũng không còn muốn nằm yên, càng ngày càng dùng sức đá vào bụng dưới của vũ nghê. A à, đau. Rốt cuộc cô cũng không nén được, âm thanh kêu gào phát ra thành tiếng. được rồi, cô ráng nhịn một chút đứa bé sắp ra rồi bác sĩ khoa sản khích lệ con à chuyện mẹ dặn dò con con nhất định phải nhớ thật kỹ nhớ thật kỹ đấy gào thét ở bên trong cô cũng không quên lần nữa dặn dò đứa bé con phải luôn luôn biết rằng mẹ là người yêu thương con nhất con là người mẹ gần gũi thân thiết nhất cô gái à cô quá lo xa rồi những lời này chờ đứa bé ra đời nói cũng không mùn mà các bác sĩ tươi cười nói. Trước mắt thì vị sản phụ này quá mức khẩn trương, vì thế cũng có phần bất lợi cho việc hạ sinh. Trong phòng sinh tiếng kêu càng lúc càng lớn, người chờ đợi bên ngoài càng ngày càng nông nóng. Bồ Tát phù hộ, phù hộ cháu của tôi bình an ra đời. Chu Hân Lan chắp tay trước ngực vang xin thần linh phù hộ. Đang lúc ấy thì Lâm Hiên trong bộ y phục trắng toát đi tới, lễ phép chào hỏi. Mẹ à, chị dâu sinh sao anh rể đâu rồi còn chưa tới sao chu hân lan không trả lời cầm lấy cánh tay của hắn vội vàng nói lâm hiên con tới thật đúng lúc con thử đi hỏi bác sĩ một chút đứa bé sao còn chưa ra đời cũng đã hơn hai tiếng rồi mẹ à mẹ đừng gấp thời gian sanh con đều rất dài mặc dù hắn không phải nữ nhân nhưng ít nhất hắn là bác sĩ cho nên cũng rõ vấn đề này không phải đâu, trước đây mẹ có thế đâu. Con thử đi hỏi một chút. Nhưng nhớ là không thể để cho đứa bé xảy ra sơ suất gì. Cha của Lạc Ngạo Thực cũng bồn chồn, lo lắng. Lâm Hiên, con thử hỏi xem, hiện tại sự việc như thế nào rồi? Lâm Hiên gật đầu một cái. Cha mẹ không cần phải lo lắng, để con qua đó hỏi thăm coi sao. Nhanh đi, nhanh đi. Chu Hân Lan vuốt ngực, vẻ mặt buồn bực. Ai da, đứa con dâu này thật biết cách dạy vào chúng ta, đến sanh con cũng như tra tấn người khác. Bà à, đừng nói như vậy. Phụ nữ sanh con đã rất khổ rồi. Lạc Phong là người ôn hòa từ trước đến giờ. Đúng rồi, ngạo thực đâu? Sao còn chưa thấy tới? Còn nữa? Bà thông báo cho gia đình xui gia chưa? Ngạo thực vừa mới từ Mỹ trở về, nên tôi chưa nói cho nó biết, mà nó có tới thì giúp được gì. Về phần phó gia, tôi đã nhờ bà Vương báo rồi, nhưng mà cũng không gặp được ai. Nhắc tới xui gia. Chu Hân Lan khóe miệng cong lên. Hóa ra là vậy. Thế bà đã nhắc quản qua chuẩn bị gì chưa, đứa bé và mẹ nên ăn uống ra sao? Chớ bạc đãi người khác, sản phụ sau khi sanh mà buồn bực, dễ mắc chứng uất ức lắm, tôi xem trên tivi cũng có nói vấn đề này được rồi tôi biết rồi mà chu hân lan hừ lạnh một tiếng một lòng chỉ muốn nhìn cháu còn sức đâu mà quan tâm người khác đang lúc ấy thì lâm hiên chạy tới thở hổn hển nói không xong rồi chị dâu chị ấy bác sĩ nói nhanh một chút đứa bé rốt cuộc có thể giữ được hay không chu hân lan nắm lấy y phục bác sĩ lo lắng hỏi khó sanh sinh không được có dấu hiệu xuất huyết tình huống bây giờ rất khẩn cấp sản phụ và đứa bé chỉ có thể giữ lại một người thân nên quyết định nhanh một chút phải giữ ai bác sĩ gấp gáp hỏi bảo vệ đứa bé đương nhiên là phải bảo vệ đứa bé chu hân lan không chút suy nghĩ trả lời vậy thì người thân của sản phụ mau chóng ký tên trì hoãn lâu nữa thì cả sản phụ cũng không giữ được chồng của sản phụ vẫn chưa tới sao bác sĩ lo lắng hỏi bác sĩ tôi là mẹ chồng của sản phụ tôi có thể ký tên không chu hân lan vỗ vỗ mình không được người ký tên chỉ có thể là chồng hoặc cha mẹ ruột mà thôi ông lạc ông nên gọi con trai mình đến đây đi lạc phong từ trong túi móc ra điện thoại đang chuẩn bị ấn số không cần gọi nữa Đột nhiên một âm thanh trầm thấp vô cùng nam tính vang lên, người mặc bộ tây trang màu xanh đậm, chậm rãi đi tới trước mặt bác sĩ, gương mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nào, làm cho bộ dáng của anh ta càng thêm anh Tuấn. Vẻ mặt thâm trầm cùng hai tròng mắt sâu thẳm lộ vẻ bình tĩnh dị thường, môi mỏng cong lên kèm theo là nụ cười mờ nhạt. Con trai, làm sao con biết chúng ta đang ở bệnh viện? Chu Hân Lan kinh ngạc khi thấy con trai mình xuất hiện. Lạc ngạo thực nhìn mẹ mình một cái, sau đó hướng phía bác sĩ. Sản phụ sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu như bảo vệ đứa bé, thì sản phụ sẽ gặp nguy hiểm. Giữa hai người, chỉ có thể chọn một, cậu nên suy tính cẩn thận một chút. Bác sĩ giải thích lần nữa. Giữ lại người mẹ đi, tôi sẽ ký tên. Lạc ngạo thực không chút do dự, hơi hợt nói, sau đó nhận lấy hiệp nghị trong tay bác sĩ. Con trai, con điên rồi à đứa bé quan trọng hơn chứ chu hân lan dắt ống tay áo ngạo thực không cho ký tên mẹ chuyện này tự con quyết định thật ra thì làm sao dừng lại được chuyện này hắn mới là người được quyền quyết định nhẹ nhàng gạt tay mẹ mình xuống lạc ngạo thực nhanh chóng ký tên chữ còn chưa kịp ký xong đã nghe giọng hắn ra lệnh nhất định phải giữ được sản phụ việc này cũng không dám chắc đúng là mức độ an toàn của sản phụ sẽ rất cao nhưng tục ngữ có câu người đàn ông sa sút trong công việc là người đàn ông thất bại nhất người đàn bà trước và sau khi sinh là thời kỳ nguy hiểm nhất phẫu thuật đúng là không có rủi ro nhưng không đảm bảo rằng sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn giả thiết nếu sản phụ sau khi sanh mà xuất hiện triệu chứng chảy máu đôi khi cũng bình thường bác sĩ đem trách nhiệm giải thích rõ ràng giọng điệu trốn tránh trách nhiệm của vị bác sĩ khiến lạc ngạo thực hiện rõ không hài lòng cau mày lại tôi không muốn nghe những lời này đứa bé đã không giữ được sản phụ cũng chưa chắc giữ được vậy các người thuộc nhóm thầy thuốc chỉ biết ăn lương sao tạo ra cái bệnh viện để làm gì hả bản thân của lạc ngạo thực bẩm sinh đã uy nghi khiếp người bây giờ lại còn nổi cơn thịnh nộ khí thế gần như áp bức, nuốt chửng luôn cả vị bác sĩ hơn 30 tuổi kia, làm ông ta không khỏi rùng mình. Thật xin lỗi, tôi chỉ là nói theo lý thuyết thôi. Tôi xin hứa, sản phụ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Tôi muốn cô ta phải bình an trở ra, nếu như có gì sơ xuất. Tôi nhất định, nhất định sẽ đem cái bệnh viện này, phá hủy tan tành. Lạc ngạo thực nheo lại con ngươi, uy hiếp nói. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho sản phụ bác sĩ vội vàng mượn cớ chạy đi con điên rồi mẹ khổ cực phục vụ cô ta gần một năm trời cuối cùng lại như thế sao chu hân lan tức giận đỏ bừng con ngươi nắm áo ngạo thực mà hô đứa bé chẳng có bệnh tật gì mỗi lần kiểm tra đều khỏe mạnh bây giờ con lại đồng ý bỏ đi như vậy không cần ư không được mẹ muốn có cháu cháu là cháu của mẹ. Chuyện đã như thế rồi. Mẹ, mẹ dặn dò bà Vương nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cha, lát nữa con còn một cuộc họp, nên phải đi trước. Công việc quan trọng, con cứ đi đi. Lạc Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hắn luôn không quản được con trai. Lạc Ngạo thực như có điều suy nghĩ, liếc nhìn cửa phòng xanh, sau đó quay đầu hướng đến thang máy. Cái gì chứ? nó không phải là người thân sao? Tại sao nó không ở lại đây mà bắt tôi phải chăm lo? Đứa bé không còn, tôi cũng đi đây. Chu Hân Lan tức giận. Cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Lạc Phong thấp giọng trách cứ. Các người đi rồi, Vũ Nghê phải làm sao? Bà ở đây cho tôi, bà nên nhớ bà là mẹ chồng đấy. Tôi không phải, bọn chúng cũng sắp ly hôn rồi cứ gọi phó gia đến đây mà chăm sóc, chúng ta cần gì phải quan tâm. Đã mấy tháng rồi, tôi không có đánh mạc chược, tôi đi tìm bạn bè đánh đây. Ly hôn. Cho là bọn chúng muốn ly hôn, thì đó cũng là chuyện sau này. Người ngoài nhìn vào, khác nào sẽ bị chế giễu. Sản phụ sanh xong, người thân bên cạnh cũng không có. Lạc Phong bình tĩnh nói. Đứa bé đâu, có đứa bé thì tôi sẽ ở lại, không phải là không có sao. Chu Hân Lan giận đến hừ lạnh nói. Đang lúc ấy thì cửa phòng xanh đẩy ra, y tá ôm một đứa bé đang khóc đi ra. Vị nào là người thân của sản phụ? Hai vợ chồng ngẩn người ra, còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy vô cùng hoang mang. Vừa mới phẫu thuật xong, Vũ Nghê gần như mệt mỏi trợn tròn hai mắt. Thuốc mê gây tê làm bụng cô liên tục đau đến không ngừng, gương mặt sớm đã gầy yếu, giờ còn trắng bệch hơn. Nhìn chung quanh trong phòng bệnh, chỉ thấy có một mình mình. Vũ nghe dường như thất kinh. Đứa bé đâu rồi? Nhanh như vậy đã bắt đi sao? Còn chưa cho mình nhìn nó một cái. Hai tay của cô dùng sức chống lên mặt giường, nhưng dù có dùng sức thế nào, cô cũng không thể nhúc nhích nổi, hai chân tự như không phải là của mình. Y tá, y tá đâu rồi? đang lúc ấy thì bác sĩ cùng y tá đi vào chị à sản phụ không nên kích động để tránh vết mổ bị xé ra vũ nghê không quan tâm những việc này gấp gáp đến độ bộ mặt trơ lệ mà hỏi bác sĩ con của tôi ở đâu có phải là do bọn người đó ông đi rồi không đứa bé là con trai hay con gái có khỏe mạnh hay không nói cho tôi biết có được hay không cho dù không để cô nuôi nấng đứa bé, thì cũng nên, cũng nên để cô nhìn đứa bé một chút chứ. Bác sĩ đỡ lấy tay của Vũ Nghê, than thở một hơi. Chị à, chị hãy nghe tôi nói, nhất định chị phải bình tĩnh. Bác sĩ, bác sĩ cứ nói đi. Đứa bé, đứa bé có phải không khỏe mạnh? Vũ Nghê dẫu môi. Mở to hai mắt nhìn bác sĩ. Không phải, mà là thời gian sanh đẻ quá dài, cho nên đứa bé bị thiếu oxy, cuối cùng vẫn không giữ được. Bác sĩ nhỏ giọng nói, "À, còn có một chuyện nữa. Chị cũng phải thật bình tĩnh, do tử cung chị bị tổn thương nghiêm trọng, về sau mang thai sẽ rất khó khăn." Vũ Nghê không tin, trợn to cặp mắt, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. "Không, các người là các người đang gạt tôi, con của tôi không có chết, không có chết." những giọt nước mắt đau buồn lăn trượt xuống. Cô chủ, người cũng không cần quá thương tâm, mau ăn cháo cho lại sức. Bà Vương múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến khóe miệng Vũ Nghê. Ngồi đến tê đít trên giường bệnh, Vũ Nghê dường như không còn chút phản ứng, nhìn chầm chầm phía trước. Bộ dạng này của cô giống như người vô hồn, bất động y chang một pho tượng. Bà Vương đau lòng, không nhìn được nước mắt. Cô chủ, người nào đối tốt với mình thì mình hãy đau lòng với những người đối xử không có nghĩa mình có khóc vì họ họ cũng chẳng quan tâm cô thấy tôi nói có đúng hay không vũ nghê vẫn như cũ gần như không nhúc nhích cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu ở phương trời nào cô chủ cô nên tự chăm sóc bản thân mình tốt một chút để mình được sống hạnh phúc hơn chỉ như vậy thì mới là sự trả thù lớn nhất đối với bọn họ nếu cô cứ đau lòng thế này khác nào sẽ làm cho một số người càng vui vẻ hơn không phải là bà muốn nói xấu chủ nhân của mình nhưng mà cách làm này của bà là quả thật quá đáng thấy vũ nghê vẫn còn chưa ăn gì bà vương bưng chén ngồi ở mép giường cơ thể sản phụ lúc này là suy yếu nhất cho nên cô phải ăn nhiều vào nếu không về sau sẽ mắc nhiều bệnh tật bà vương bà không cần phải nói những đạo lý này tôi đều hiểu cả cái gì tôi cũng có thể hiểu vũ nghe y như người máy miệng lại mấp máy từ nhỏ cho đến giờ dù có làm chuyện gì tôi đều sẽ không bạc đãi mình tôi đủ tỉnh táo để phân biệt biết cái nào tốt cái nào xấu bà không cần phải lo lắng mới vừa nói đến đây thanh âm bình tĩnh liền trở nên nghẹn ngào đứa bé không còn nữa như thế lại càng tốt có như thế thì nó sẽ hạnh phúc hơn hạnh phúc vì không bị người khác bạc đãi đến với cái thế giới này không phải lại càng chịu khổ hơn sao nó rất thông minh vì đã chọn lựa cách đó tôi nên hài lòng và tự hào mới đúng bà thấy tôi nói có phải hay không trả lời như thế nào đây phải hay là không nếu như lúc này bà lên tiếng thì thật tội nghiệp cho cô chủ cho nên bà chỉ chọn cách lắng nghe chỉ tiếc là tôi còn chưa được nhìn thấy hình dạng của đứa bé là con trai hay con gái đây không biết bọn họ có cho đứa bé mặc quần áo không nữa hay là hay là lại để đứa bé dưới bộ dạng trần truồng sau đó lại đang tâm ném vào trong thùng rác vốn tưởng rằng cô đã khóc gần như không còn rơi lệ được nữa thế nhưng tự dưng hai hàng nước mắt lạnh như băng dọc theo gò má gầy gò lại tiếp tục chảy xuống cô chủ đừng khóc cứ khóc như vậy mắt cô sẽ bị hủy hoại mất trước kia cô xinh đẹp bao nhiêu thì nhìn cô bây giờ như đang bị hành hạ đến đau lòng vũ nghê dùng sức nhắm lại cặp mắt kiềm chế cảm xúc để không phải rơi lệ nữa cô cũng không muốn làm tổn thương đến đôi mắt để dẫn đến mù loà chừng vài giây sau cô dần dần bình tĩnh lại quả nhiên nước mắt ngừng rơi bà vương bà có thể giúp tôi tìm một luật sư không tiện thể chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo và giày dép nếu nhớ không nhầm thì trong túi sách của tôi còn tấm thẻ chi phiếu bà rút giùm tôi một chút tiền mặt mật mã thẻ được tôi biết rồi bà vương bây giờ bà hãy đi đi tôi không có chuyện gì đâu lát sau tôi sẽ tự ăn mà vũ nghe nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nhờ bà vương Dạ cô chủ bà vương cầm túi đi khỏi phòng bệnh ai đó vũ nghe chợt hướng phía cửa hô to không biết vì sao cô lại cảm giác được bên ngoài có người ăn trộm ư cạch cửa phòng bệnh chậm rãi bị mở ra cô y tá đẩy xe trị liệu đi tới chào chị đến giờ tim rồi vũ nghe nhẹ nhàng thở dài ra là cô y tá. Chào buổi sáng. Cô y tá treo lại chai kệ, sau đó đem kim tiêm chích vào tay của Vũ Nghê. Đang lúc y tá chuẩn bị rời đi, thì Lâm Hiên đi tới. Chào bác sĩ Lâm, người cũng tới đây ư. Gò má của cô y tá tự nhiên hồng lên, ngượng ngùng cúi đầu. Từ, tôi tới thăm người bạn một chút. Lâm Hiên gật đầu với y tá một cái, sau đó nhìn về phía giường bệnh. Vũ Nghê nhìn thấy Lâm Hiên thì trên mặt trở nên trắng bệch, hô hấp rõ ràng khó thở. Cô y tá chào hỏi xong, đẩy xe trị liệu đi chỗ khác. Lâm Hiên lặng lặng đứng trước giường bệnh, thật lâu sau mới cúi đầu nói. Chị dâu, thật xin lỗi. Tay Vũ Nghê nắm chặt ra giường, từ từ buông ra. Bây giờ xin lỗi cũng đã quá muộn, cậu đi đi. Cô không muốn gặp lại người này, thấy người này cô lại nghĩ đến đêm hôm đó, thấy người này lại làm cô cảm thấy hổ thẹn với con của mình chị dâu tôi biết mình sai rồi chuyện này cũng không còn cách nào cứu vãn tôi biết chị uất ức rất nhiều nhưng thật tình thì tôi cũng muốn được bù đắp gì đó đối với tôi bây giờ chuyện gì cũng không cần càng không cần phải phiền tới cậu vũ nghê quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lâm hiên lúng túng nhìn vũ nghê sau đó rút một tờ chi phiếu từ trong túi áo đặt ở bên gối của Vũ Nghê. Số tiền này, chị cứ giữ đi. Tôi nghĩ chị sẽ cần tới. Vũ Nghê cầm chi phiếu trên tay. Đang tính ném về phía Lâm Hiên. Xin lỗi, xem ra tôi đến không đúng lúc. Giọng nói thâm trầm chợt vang lên trong phòng. Vũ Nghê và Lâm Hiên đồng thời nhìn về phía đó, lạc ngạo thực vẫn đang nhíu mày chế giễu. Anh rể, anh tới thăm chị dâu à. Lâm Hiên hướng về phía lạc ngạo thực gật đầu một cái. Lạc ngạo thực trở nên nghiêm túc, nheo lại trong mắt chất vấn. Lâm Hiên, cậu đã hứa với tôi những gì, đừng nói là quên. Không có. Anh rể, anh vẫn để cho tôi có cơ hội làm việc. Dĩ nhiên tôi sẽ không quên. Hắn nhìn lạc ngạo thực ra vẻ bảo đảm. Vậy cậu nên cách xa những người phụ nữ khác một chút. Tiền cũng nên cất vào, nếu như cậu có tiền mà không biết cho ai, tốt hơn là nên đi làm từ thiện. Mặt hắn không chút thay đổi, hướng phía Vũ Nghê, đem lấy chi phiếu trong tay cô rút lại, sau đó trả về cho Lâm Hiên. Vừa nãy tôi đến bệnh viện, thấy một cặp vợ chồng nông thôn không có tiền chữa bệnh cho con, đang quỳ gối trong đại sảnh bệnh viện, cầu cứu bác sĩ. Thiết nghĩ, cậu nên đem số tiền này quyên góp cho họ đi. Lương y như từ mẫu, không phải sao? sắc mặt màu đỏ của lâm hiên từ từ chuyển sang tức giận chẳng qua là hắn cố kiềm chế vâng anh rể nói phải lắm nhưng mà tôi sẽ lấy số tiền khác để giúp đỡ họ còn tiền này là tôi dùng để bồi thường cho chị dâu lạc ngạo thực lập tức níu lấy cổ áo lâm hiên chỉ vào mặt của hắn hỏi khốn kiếp tại sao muốn bồi thường lâm hiên khẽ nheo lại mắt giống như là cố ý khiêu khích anh rể, dù cho tất cả chúng ta đều muốn quên đi nỗi đau này, nhưng mà... Chuyện cũng đã xảy ra, thì không có biện pháp thay đổi. Cậu câm miệng cho tôi, tôi nói lại một lần nữa. Các người không có bất cứ quan hệ gì, cậu nhớ kỹ cho tôi. Lạc ngạo thực cắn răng nghiến lợi quát, trận to trọng mắt đang hừng hực bốc lên như ánh lửa. Giống như ai mà nhắc lại chuyện cũ, hắn sẽ ra tay giết thẳng. Lâm Hiên cúi đầu, nhắm mắt lại anh rể tôi hiểu rồi lập tức đi cho tôi lạc ngạo thực buông lỏng lâm hiên ra chỉ vào cửa phòng quát ừ lâm hiên nhìn lạc ngạo thực một chút lại như có điều suy nghĩ nhìn phía vũ nghê sau đó mới đi ra phòng bệnh vũ nghê bình tĩnh nhìn việc trước mắt như không liên quan đến mình khi kịch tính kết thúc thì cô từ từ rủ ánh mắt xuống trong phòng bệnh thời gian giống như dừng lại yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người lạc ngạo thực nặng nề thở dài nhìn cô một cái nhưng rất nhanh lại di chuyển tầm mắt sang chỗ khác hai tay để trong túi quần làm cho người ta cảm thấy khoảng cách lạnh lùng thì ra các người vẫn còn liên lạc vũ nghê không thèm phản ứng mà chỉ nói lên vấn đề của mình lúc nãy tôi đã nhờ bà vương đi tìm luật sư lý rồi giờ anh cũng đã tới coi như việc sẽ dễ dàng hơn anh mau chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn đi tôi sẽ ký tên ngay em gấp gáp ly hôn vậy sao ha ha em cho rằng sau khi chúng ta ly hôn về sau em có thể cùng hắn ở chung một chỗ ư lạc ngạo thực hừ cười một cái nếu em có cách suy nghĩ này thì em đã lầm lâm hiên không thể đến với em được vì đã có tư vũ bọn họ không thể nào ly hôn nói xong hắn từ từ hướng về phía vũ nghê vũ nghê chăm chọc cười một tiếng nét mặt khinh thường xuất hiện trên gương mặt gầy gò ánh mắt lạc ngạo thực đột nhiên cứng đờ môi mỏng từ từ thắt chặt trên mặt có chút kinh ngạc cô bây giờ nhìn cô thật sự đáng sợ gò má vô cùng gầy gò hàm dưới nhìn rất sắc nhọn hốc mắt gần như lõm xuống cộng thêm ánh mắt chăm chọc thoạt nhìn như nữ phù thủy trở lại vấn đề chính đi tôi không có nhiều thời gian dư thừa lãng phí trong cuộc hôn nhân này vậy nên ly hôn càng sớm càng tốt nếu như anh không có thời gian tôi có thể tìm luật sư chuẩn bị cô bình tĩnh đến độ khiến lạc ngạo thực tức giận cô vội vã ly hôn càng làm cho hắn gần như mất mặt trong cuộc hôn nhân này đáng ra người phải bình tĩnh là hắn chỉ có hắn mới có quyền nói lời ly hôn. Hắn xoay người dùng sức thở dốc, cố gắng xóa tan sự bối rối, sau đó mới vui vẻ mở miệng. Không cần làm phiền em, ngày mai luật sư Lý sẽ đem giấy thỏa thuận ly hôn đến đây. Chuyện này thật là tốt, chúng ta sẽ được giải phóng. Cuối cùng cô đã có thể tự do, rốt cuộc cũng không cần giống con chim bị giam trong lòng. Em vui vẻ thật sao? Tầm tư không cảm thấy khó chịu ha ha, anh đừng đùa. Không còn chuyện gì có thể làm tôi đau nữa. Bi thảm lớn nhất cô đã từng trải qua. Bây giờ không còn chuyện gì có thể làm cô xúc động. Hôn nhân chỉ làm đau khổ lẫn nhau, đã là nhánh đào nát vụn, thì thà rằng chấp nhận. Nhìn bóng lưng to lớn của hắn, khóe miệng vũ nghe tươi cười, không nhìn được liền kích thích. Thế nào? Chẳng lẽ anh lại không nghĩ ly hôn? muốn tôi tiếp tục làm vợ anh. Lạc ngạo thực không có phản ứng, qua đến mấy giây. Hai vai lay động khóe miệng nở nụ cười. Em cho là có khả năng. Em giờ chẳng còn chỗ nào để tôi lưu luyến cả. Trên mặt Vũ Nghê vẫn tươi cười, khóe miệng nâng cao. Thật tốt, đoạn cũng phải đoạn cho đứt đôi đường, ghét nhất cái loại ly hôn còn phiền nhiễu vấn vương tơ lòng. Lạc ngạo thực đưa lưng về phía Vũ Nghê, thông thả ung dung nói. Phiền nhiễu vấn vương tơ lòng. Ha ha, nói cho em biết. Đối với người phụ nữ khác, tôi còn có thể. Còn em thì, thật xin lỗi, chắc là không có phép lạ xảy ra. Trước kia dù sao em cũng còn xinh đẹp đến hoàn hảo. Nhưng là bây giờ, chật chật, nhìn gương mặt em, tôi chỉ có mà sẵn gai ốc. Vũ Nghê cầm lên chiếc gương, vẻ mặt như dại ra, không muốn tin rằng người trong gương chính là mình. Đã sắp 21 tuổi rồi, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại này, cô cũng không khỏi khiếp sợ. Thật sự ghê tởm, đúng là không khác gì nhân vật Mai Siêu Phong dưới ngòi bút của Kim Dung. Khó trách hắn nói cô dọa người, ngay cả bản thân cô còn phải sợ mình tới mức hết hồn. Vũ Nghê để gương xuống, nhìn về phía đồng hồ trên vách tường. Đã gần đến 2 giờ chiều rồi không phải nói là luật sư Lý hôm nay sẽ đến sau, bây giờ còn không thấy mặt. Chờ không được, cô liền cầm điện thoại lên, tiếng chuông lập tức vang lên trong điện thoại. 10 giây, 20 giây sau. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Vũ nghe như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm điện thoại, vài giây sau lại ấn số. 20 giây, 30 giây tiếp theo thật xin lỗi số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên hệ được xin vui lòng gọi lại sau tiếp tục vài lần như thế vẫn nhận được kết quả giống nhau điện thoại không có người nghe cô chủ có thể là cậu chủ không muốn ly hôn cho nên mới không muốn tiếp điện thoại bà vương đứng ở một bên nội tâm có chút kích động nói cô chủ là người tốt không chỉ xinh đẹp hào phóng tính cách dịu dàng đáng yêu, lại hiểu chuyện. Đối xử với các đầy tớ quá thân thiện. Cô ấy cùng cậu chủ xứng đôi như thế, bà thật sự không muốn bọn họ ly hôn. Không đâu bà Vương, bà nghĩ quá nhiều rồi. Vũ nghe thản nhiên cười. Nếu như hắn không muốn ly hôn, thì đã không đối xử với cô như thế. Và cô cũng sẽ không thiếu dinh dưỡng mà khiến cho đứa bé chết non. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là lạc ngạo thực cao ngạo như vậy làm sao có thể cho phép vợ mình phát sinh ly hôn không thể nào cứu vãn nữa rồi tất cả mọi chuyện dường như đã đi quá xa như một vết thương trí mạng không bao giờ lành cho nên bọn họ nhất định phải chọn con đường ly hôn đúng vậy bà vương tôi thấy bà suy nghĩ quá nhiều rồi một thanh âm kiêu ngạo vang lên trong phòng bệnh bà chủ bà vương mở to hai mắt chu hân lan mỉm cười đi vào trong phòng bệnh trên tay ném ngay một đống văn kiện tới trước mặt vũ nghê đôi mắt hơi hơi buông xuống hôm nay ngạo thực có việc phải xuất ngoại cho nên nó để tôi đem giấy thỏa thuận ly hôn tới đây mau ký đi vũ nghê không thèm nhìn đến mẹ chồng cầm bút ký tên lên hai phần văn kiện sau đó đưa tới trước mặt mẹ chồng vâng được rồi chứ Chu Hân Lan vừa lòng cầm lấy văn kiện, sau đó đem chi phiếu 100 ngàn ném tới trên mặt giường. Đây là của ngạo thực nhờ tôi đưa cho cô. Lúc ấy, các người đã từng thỏa thuận trong việc ly hôn. Cô cất kỹ đi, cũng đừng có vứt đi đấy. Được, bà thay tôi cảm ơn ngạo thực. Vũ nghe nhận lấy chi phiếu. Cô không cần phải ra vẻ trước mặt ai đó, người ta đã có ý cho mình, thì mình cũng nên giữ lại vũ nghe tôi hy vọng từ nay về sau cô và ngạo thực đường ai nấy đi đối với cô như vậy là quá hạnh phúc và tốt đẹp rồi chu hân lan lo lắng nhắc nhở vũ nghe lạnh lùng cười khẩy ngẩng đầu lên cam đoan nói bà cứ yên tâm ngựa tốt thì vẫn còn bỏ đi được tôi như thế nào lại mạnh hơn ngựa như vậy thì quá tốt còn gì bà vương cô ta đã hết là con dâu của lạc gia rồi theo tôi về nhà chu hân lan nói xong liền đi trước một bước bà vương lo lắng nhìn vũ nghe cô chủ cô còn cần tôi không nếu cô vẫn cần tôi tôi sẽ ở lại vũ nghe lắc đầu trên môi nở nụ cười an ủi bà vương bà yên tâm đi tôi sẽ tìm người chăm sóc cho mình đây là công việc của bà chớ vì việc nhỏ mà mất đi việc lớn cô chủ Cô phải bảo trọng. Nhớ kỹ lời tôi dặn, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đôi mắt bà Vương đỏ lên. Cô chủ thật rất đáng thương. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời bà, hãy tin tưởng tôi. Vũ Nghe mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Sau khi bà Vương đi khỏi phòng bệnh, gương mặt mỉm cười kia nháy mắt suy sụp, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Lời cuối tập, vậy là bước ngoặt của truyện đã được mở ra. Thật ra chuyện này còn rất nhiều bí mật sẽ được giải đáp dần dần cho các bạn nha. Nhớ thích và chia sẻ truyện nếu thấy hay nha các bạn, đồng thời để lại bình luận để góp ý cho kênh audio truyện hay nhé.